chứ còn không có chủ động là kiếm ca này kiếm ca kia gì hết, nhất là các anh chị chuyên khoa hai. Tại vì mình ra đời mình về địa phương mình chữa bệnh mình đâu có lựa, đưa tôi cái bệnh nào điển hình thì hãng đưa, bệnh nào nó kỳ quặc quá thì đừng có đưa. Bây giờ cái nhất là chuyên khoa hai chuyên khoa một thì có thể nhẹ nhàng hơn chút. Bệnh này bệnh kia mình biết đây là bệnh gì thì chắc được, nhưng mà chuyên khoa hai là nhiều khi là mới vô hồi sáng cái mấy anh chị trong khoa nói có ca này mình phải làm thử đi, thì lúc đó các anh chị phải vận dụng ha, cái những cái học của mình thực hiện. Thì cái phần của tôi là cái phần tóm lại những cái ý chính mà các anh chị hay làm mà nó không có vào trọng tâm đó khi mình trình bệnh án. Thì cái một số cái lưu ý thì cái này là để thi nha, để thi thì là khi tốt nghiệp thì các anh chị chú ý cái bệnh án của anh chị đó nó là gì, nó là cái văn bản mà kể lại cái câu chuyện bệnh lý của một bệnh nhân, thì nó phục vụ cho việc chẩn đoán xử trí điều trị theo dõi, đó là về chuyên môn và nó mang tính chất chuyên môn y học và pháp lý. Thế thì khi mà các anh chị trình bệnh án thì nhớ là đừng có theo cái mẫu của trong cái bệnh án, trong hồ sơ mẫu bệnh án là phần gì, phần hành chánh phải không ạ, hành chính xong rồi tới bệnh sử rồi tới gì, tới khám thực thể rồi tới cận lâm sàng, tức là người ta chia cắt bệnh nhân, chặt bệnh nhân ra làm nhiều khúc ha? Và nó đọc như vậy ra thì không có hay, và cũng không cái tư duy của mình, cái tư duy người đọc và tư duy của người nghe chẳng hạn, của các thầy chấm thi chẳng hạn, nghe nó cứ thế nó cắt bệnh nhân ra làm khúc, nó không có liên tục, không biết cái quá trình như thế nào, mà trong khi bệnh sử rồi khám rồi là này kia, tức là cả một cái quá trình bệnh lý thì là nó là yếu tố thời gian là chính. Cho nên là các anh chị chú ý là cái thứ tự thời gian. Thứ tự thời gian thì nó có cái thì gì? Thì quá khứ, thì hiện tại và thì tương lai. Thì hồi nãy bác sĩ Nam cũng đã nói rồi, trình bày thế nào là quá khứ. Thì cái quá khứ ở đây nó gồm có bệnh sử rồi xong là có cái gì nữa. Bệnh sử thì hồi đó phải lâm sàng như thế nào? Đầu tiên bệnh sử là bệnh nhân khai ha. Đó. Nhưng mà trong đó thì nó có lâm sàng là cái triệu chứng hồi đó như thế nào? Rồi cận lâm sàng đã làm gì? Chẩn đoán trước đây ở các tuyến trước thì là như thế nào? Ở đó người ta đã xử trí, đã điều trị, đã thực hiện như thế nào? Kể lại hết. Thứ nhất là mình cũng nghe bệnh nhân, nhưng mà cái sự tin tuyệt đối nó cũng chỉ vừa thôi. Tôi thấy nhiều khi bệnh nhân nó cũng có khối u 6-7 cm, nhưng bao giờ tôi hỏi người ta cũng chỉ là nói sao cái bú vú đó, bú em đó, nó bằng ngón tay thế này này. 10 người thì hết 9 người rưỡi trả lời tôi cái bú nó bằng ngón tay, mà trong khi đó là những cái bệnh án mình nhận được đó là người ta tả đến 5-7 cm, bao giờ cũng vậy, nó có cái hiện tượng như vậy. Cái chuyện bệnh sử thứ hai nữa là cái thói quen, thói quen thì nhất là hỏi về thuốc lá hoặc là rượu, là bao giờ mấy ông cũng giảm bớt không à, ngày nào cũng uống, nhưng mà tôi nói không, cái này cũng lâu lâu mới uống, mà lâu lâu uống nhiều lúc đó rồi cười rồi mới khai ra uống cả lít được chẳng hạn như vậy. Rồi cái mình cũng có tin chứ không phải là không tin, nhưng mà mình phải có cái sự phán đoán, rồi những xử trí điều trị đã thực hiện, và thì cái này khai thôi, nhưng mà sau đó thì mình phải xin những cái cơ quan kia hoặc là bệnh nhân có giấy tờ thì đưa ra chứng minh. Cái tiền căn bản thân và gia đình cũng thuộc loại bệnh sử, gia đình người ta có người ung thư hay bệnh gì cũng đã quá khứ rồi chứ đâu có phải là hiện tại đâu, xếp hết vào quá khứ. Thì các anh chị cần có ngày tháng cụ thể, nếu bệnh nhân nhớ, chuyên môn nói này lâu rồi, nói lâu là bao nhiêu, không rặn ra nổi cái lâu là bao nhiêu, mấy năm rồi nói cũng không xong, mấy tháng rồi nói cũng không xong, mình phải nghĩa là cứ gợi nó phải có ngày tháng, phải không? Án là một cái văn bản mà pháp y pháp lý là phải có ngày có tháng, ít ra phải nói hồi năm ngoái phải tháng mấy, mình không cần đến nỗi là phải ngày hay là giờ người ta nhớ không được, nhưng mà ít ra thì cũng phải có một cái mốc thời gian gì đó nếu bệnh nhân nhớ. Thứ hai là những giấy tờ chứng minh, nếu có, nhiều khi mới điều trị có 2 năm về rồi mất tiêu luôn cả cái tờ giấy ra viện là cũng không giữ nữa. Đó, ví dụ như vậy, nhưng mà nếu mình gợi được thì càng nhiều thông tin càng tốt ha, để có giấy tờ chứng minh ha. Rồi thứ hai bây giờ là tới cái thì hiện tại ha, là present tense, hiện tại là cái gì, hiện tại là ngày nào, là cái ngày vô bệnh viện ung bướu à,
phải. Cái ngày mà các anh chị thi đó, và anh chị gặp các bệnh nhân đó là ngày đó là hiện tại nha. Chứ còn hôm mà vô tháng trước hay là vô bệnh viện ung bướu từ tháng trước đó là nó không phải hiện tại. Đó vẫn là quá khứ. Các chị làm bệnh án ngày hôm nay mà, chứ đâu phải các anh chị đọc lại cái bệnh án cũ đâu. Thế thì là ngày ta làm bệnh án và khám bệnh, thì lúc này lại quay lại với triệu chứng hiện tại nè, khám thực thể hiện tại nè. Và hôm nay thì các anh chị chưa có ghi xét nghiệm, thành ra là tôi đâu có đâu có nói được, mình vừa mới khám xong đâu có liền x quang phổi hay siêu âm bụng được. Thì chỉ có cái triệu chứng bệnh nhân kể hiện tại tôi bị gì, các anh chị khám hiện tại, và cái thứ ba là cái vấn đề hiện tại cần giải quyết, vấn đề hiện tại nha, tùy tình huống hiện tại. Vấn đề có thể là ví dụ như hôm nay là cái ngày các anh chị khám bệnh, nhưng mà bệnh nhân là mới nhập viện ngày hôm qua, chưa có chẩn đoán cụ thể rõ ràng, chưa có cái gì rõ ràng hết đó. Thì hôm nay là cái vấn đề là bây giờ chúng ta phải phanh phui làm cái gì để ra cái chẩn đoán, hoặc là các anh chị ở phòng cấp cứu làm cái bệnh án thì làm gì mà đã có nhiều cận lâm sàng gì đâu. Tùy bây giờ nếu hôm nay các anh chị ở cái khoa xạ chẳng hạn, bệnh nhân đã điều trị đã đời rồi, đã mổ rồi, đã hóa rồi, đủ thứ hết, thì hôm nay là chuyện nó khác, vấn đề nó khác, nó có nhiều thứ trong cái quá khứ để mà mình nói. Thế thành ra là tùy tình huống nha, chứ không phải lúc nào là cũng yêu cầu các anh chị phải có hẳn hòi một cái chẩn đoán rõ ràng đầy đủ, không phải. Ăn thua lúc mình gặp bệnh nhân, bất thăm chúng bệnh nhân ở cái tình huống nào thì cái vấn đề nó là thuộc ngày hôm đó, chưa có gì rõ ràng. Thì vấn đề hôm nay là gì, là tôi phải làm cho rõ ràng cái chẩn đoán đã đầy đủ hết rồi, đủ thứ hết rồi, bữa nay tôi gửi đến tôi nhờ anh xạ đi thì lúc này hôm nay là gì, là vấn đề hôm nay là đã đi được một cái quãng đường khá rồi, thì hôm nay là làm tiếp cái gì, vấn đề là như thế nha. Rồi thì thành ra là các tùy cái vấn đề, có thể là chẩn đoán, có thể là điều trị, mà cũng có thể là vấn đề khác có nhiều cái lắm ạ. Vấn đề khác thì dụ như gì ạ, vấn đề điều trị cũng rõ quá rồi, nhưng mà giờ máy ta bị hư giờ làm sao, có chuyển đi không, cái gì đó là vấn đề chứ, phải không ạ? Máy xạ bị hư cái gì đó, trời ơi, gặp như cơm bữa đó anh chị. Hoặc là vấn đề bây giờ chắc chắn là phải hóa trị bổ túc rồi, hoặc bổ trợ, nhưng mà bây giờ sao, bây giờ cái gan bệnh nhân xấu quá, men gan tăng cao quá, hay là bệnh nhân bị cái gì đó thì không xài được, ví dụ như vậy. Ví dụ như bây giờ vấn đề là bây giờ phải điều trị nội tiết, nhưng mà bệnh nhân này tamoxifen không được rồi, bệnh nhân này có huyết khối chẳng hạn, bây giờ không xài được, vậy thì bây giờ vấn đề là nội tiết là phải cần rồi, ung thư vú mà nội tiết phải cần, nhưng mà bị cái không xài được tamoxifen thì sao, thì có chuyển sang AI được không, có thuyết phục được bệnh nhân chích thuốc ức chế buồng trứng không, hay là có cắt buồng trứng gì, đó là vấn đề các anh chị nha. Rồi hồi nãy cái bộ vấn đề này là quan trọng lắm, là tại vì cho trình thử ở khoa đó thì thấy các anh chị không tìm ra được cái vấn đề chính của bệnh nhân. Nhiều người cứ nói là bây giờ mỗi có mỗi vấn đề bệnh nhân này, có vấn đề gì đâu, vô đây thì chỉ tới đây thì chỉ là làm tiếp thôi, chứ có cái vấn đề gì đâu. Thế mới bắt đầu làm gì, bắt đầu moi ấp ra để xem bệnh nhân này có cái vấn đề gì không, mới đi truy lại cái chuyện quá khứ. Hồi nãy anh nói không đào lại cái mồ chôn quá khứ nha. Thế thì nhiều người nói chứ tự nhiên thế là vấn đề bệnh nhân này như vậy, bệnh nhân này phẫu thuật như vậy có đúng không, phẫu thuật rồi bây giờ hỏi có đúng không. Ví dụ như bệnh nhân nó cái bước nhỏ xíu này nè, cái ta đi ta đoạn nhũ, cái xong cái vấn đề bệnh nhân này có đáng phải đoạn nhũ không, trời ơi đoạn rồi còn đáng với không đáng, đâu có lật ngược được tình thế đâu, phải không ạ? Cái xong cái làm một bài nói là đối với bướu nhỏ thế này thì phẫu thuật bảo tồn là đủ rồi, là xạ trị bổ túc tại sao lại đi đoạn nhũ, thôi cái đó không nói được, không có nói nữa, nói như vậy bệnh nhân còn điên lên thêm nữa, bệnh nhân mà chết cha rồi, vậy là cái ông bác sĩ đó hồi đó là đã làm sai, tôi đi kiện lắm rồi, chết nữa. Không phải, cái nó có cái tình huống lúc đó làm sao đó hoặc là tuyến trước người ta có làm sai, ta chẩn đoán sai, ta làm sai. Thế xong cái vấn đề ở đến đây, bệnh nhân trước đây đã được chẩn đoán sai thì biết rồi, giờ còn moi ra để nói cái gì nữa. Thành ra là không có đem lại những cái chuyện cũ ra để mà nói này nói kia. Ví dụ như cái lúc đó người ta không chụp MRI, người ta chỉ chụp CT thôi,
Thế mình mới nói là vấn đề ở đây bệnh nhân đã không được chụp MRI, xong mình làm một bài MRI trong chẩn đoán ung thư trực tràng tốt hơn CT như thế nào, làm một bài bệnh nhân này bỏ rồi, cắt rồi bây giờ còn đi moi lại. Cũng chỉ nhớ nhỉ, cái đó bị nhiều lắm, vì nghĩ không ra không biết bệnh nhân này có vấn đề gì nên tôi phải tìm một cái vấn đề gì để tôi biện luận chứ không, chứ chả là bệnh nhân có vấn đề, có chứ sao không có. Dù cho cái chuyện nó rất là êm ả, nó rất là xuôi chèo thuận lợi thì vậy đó, vấn đề là bây giờ tiếp theo là làm cái gì đó vậy thôi, hiểu không? Đó, chứ không phải là cố mà moi móc ra coi cái gì để mà mình nói để mà lấy điểm, không cần thiết ha. Thế bây giờ mới tương lai đấy các chị. Xong cái hiện tại là cái hôm đó rồi, bây giờ cái chuyện các anh chị chưa làm, các anh chị sẽ làm cho bệnh nhân. Cái tương lai tức là các anh chị đề xuất cách giải quyết vấn đề, thấy được vấn đề là hiện tại, thấy được vấn đề là thì hiện tại, đề xuất cách giải quyết vấn đề mới là tương lai. Và bây giờ mới là ngồi biện luận này, ngồi viết nè, đó, biện luận về cách giải quyết vấn đề thì dựa trên gì, người ta gọi là y học chứng cứ, evidence based medicine, tức là dựa trên gì, dựa trên các chứng cứ y khoa này, dựa trên nguồn lực của cơ sở điều trị này, và dựa trên sức khỏe và nguyện vọng của bệnh nhân. Phải có thêm chữ sức khỏe nha, chứ không phải chỉ nguyện vọng không, chứ nhiều khi nguyện vọng thì tốt đấy nhưng mà không có sức khỏe, cái cơ thể nó rệu rạo quá không đủ để mà chịu đựng cái điều trị thì cũng chả làm gì được. Nên phải ba cái yếu tố này. Các anh chị biện luận đi, thấy được vấn đề rồi biện luận đi, bây giờ làm cái gì, làm cái gì, không phải là chỉ điều trị mà nhiều khi là xử trí nữa, xử trí chứ chưa phải điều trị. Ví dụ như cái mức độ, cái tình huống của mình nó chỉ mới ở cái mức độ chẩn đoán, mà chẩn đoán nó chưa được rõ ràng, hay là mới chẩn đoán được có cái cơ quan mang bướu thôi, hay là cái chẩn đoán là biết là di căn đó, nhưng mà bây giờ không biết di căn này là do nguồn gốc ở đâu, giải phẫu bệnh là gì, có phải là di căn hay không hay là gì đó. Cái đó là xử trí nha các anh chị. Đó, thành ra là muốn làm những cái đó thì thứ nhất nêu được vấn đề, thứ hai rồi bây giờ bàn đi, bàn cách xử trí đi, xem là có khả thi hay không. Rồi thế xong rồi mới tới tiên lượng ha. Cái chỗ xử trí kia là tùy nha, chưa điều trị thì chưa nói tiên lượng nha, mình phải có cái hướng điều trị xong rồi mới ra tiên lượng. Thế thì tiên lượng đó là hồi nào giờ mình cũng hay để tiên lượng là gì, tiên lượng bệnh nhân này tốt, tiên lượng bệnh nhân này xấu, tiên lượng bệnh nhân thì dè dặt, phải không? Bây giờ chúng ta sẽ nói câu đó là trừ điểm nhé. Trừ điểm là không có tốt xấu chung chung nữa, mà phải là có gì, có bằng chứng. Bằng chứng thì không phải là trường hợp nào cũng có bằng chứng, phải không ạ? Ví dụ như là cái trường hợp đó nó là mình mới bắt đầu điều trị bước đầu thì mình phải nói, chứ nhiều khi bệnh nhân này cũng lai thứ mấy rồi, vô hóa trị rồi, bước 1, bước 2 rồi, bây giờ bước 3 rồi, hay là bệnh nhân này di căn toàn thân rồi, thì chắc cái di căn toàn thân cũng không có ai làm toán đồ đâu mà, đã chỉ làm toán đồ những cái ca mới thôi, những trường hợp mới TNM sau đó có loại giải phẫu bệnh gì đó, rồi là có những cái đặc tính sinh học gì đó, thì anh chị phải ráng kiếm trên mạng. Bây giờ thông tin nó nhiều, rất nhiều người, các những người đi trước chúng ta đã làm rất là nhiều nghiên cứu và ta công bố, thì mình cũng cái đó cũng không có đúng chính xác 100% đâu, nhưng mà ít ra mình có một cái gì đó mình dựa vào đó để mình xem là cái điều trị của mình nó sẽ giúp bệnh nhân được sống thêm, không sống còn không bệnh hay sống còn toàn bộ được bao lâu nữa. Cái đó mình cũng biết, không phải là để làm thầy bói cho hay, nhưng mà để xem là cái tiên lượng này có đáng để mà mình đầu tư rất là nhiều công sức tiền bạc hay không, hay là nó quá xấu chẳng hạn. Còn nếu nó rất tốt thì sao? Anh chị biết là trong cái bệnh mà di căn não là xấu nhất, vậy mà bây giờ với các phương tiện điều trị, nhất là cái ung thư phổi này, ung thư phổi là bao nhiêu cái loại TKI mà nếu mà bệnh nhân có đột biến chẳng hạn đó, đột biến EGFA hay ALK nó đã thay đổi nhiều lắm, cho nên là ngay cả di căn não người ta cũng vẫn ra được cái toán đồ, phải không ạ? GPA đó, cái toán đồ GPA gọi là gì? DSGPA là disease specific GPA, tức là gì? Great prognostic
assessment, reading prognostic assessment, ngay cả di căn não mà người ta còn biết là khả năng có thể sống thêm được bao lâu, để mà đầu tư, để mà chúng ta nỗ lực điều trị cái bệnh đó mà có di căn não rồi. Đấy, thành ra, hoặc là bây giờ những cái di căn xa chẳng hạn mà nhỏ nhỏ người ta gọi là gì, ít ổ mà lại di căn nhỏ thì gọi là gì, oligometastasis. Trời, bây giờ người ta đâu có bỏ, giờ không có bỏ bệnh nhân như hồi xưa nữa. Hồi xưa mà hơi di căn chút loại thì không khó nha. Bây giờ nghiên cứu lâm sàng, mấy cái thử nghiệm lâm sàng lấy luôn cả bệnh nhân di căn não nữa, thành ra là mấy cái đó thì nhiều. Ít nhất thì mình đọc những cái bài báo mà mình xem là tiên lượng như thế thì khoảng được bao nhiêu năm đó. Thế đó là mình sẽ ghi vào cái phần tiên lượng, chứ không có ghi chung chung tiên lượng xấu, tiên lượng dè dặt, tiên lượng tốt nữa nha các anh chị. Rồi, không nói chung chung dựa trên test bản đồ hết chưa. Rồi bây giờ biện luận. Cái chỗ này là khó, biện luận để giải quyết vấn đề, tìm tài liệu tham khảo nhằm giải quyết vấn đề cụ thể của bệnh nhân. Cái vấn đề thôi chứ không phải giải quyết cả cái chuyện mà điều trị. Ví dụ như hôm đó là cái hôm mình làm bệnh án, bệnh nhân này chưa tới phần điều trị, mới tới phần chẩn đoán hoặc là phần xử trí thôi, thì phải đi tìm cái tài liệu nào nói về cái vụ đó, chứ còn đâu có phải là đi kiếm xem NCCN bảo làm gì. Cái khúc đó nó chưa tới mà mình cứ đi mình moi, mình nói xa quá tức là anh không có thực tế rồi. Bệnh nhân này đã được điều trị chưa tới lúc điều trị, mới tới chẩn đoán thôi, thì đừng có đi kiếm cái bài NCCN về điều trị nhé. Hiểu ý không ạ? Chưa tới lúc đó mà mình ấy là mình lên ẩu rồi, mình lên tầm bậy rồi, phải không ạ? Tìm cái tài liệu nào giải quyết vấn đề cụ thể của bệnh nhân, không phải tìm tài liệu tham khảo để làm nghiên cứu hay để viết luận án hay viết bài báo khoa học. Ví dụ như các anh chị đi viết cái luận án hay viết bài báo thì các anh chị kiếm 100 cái tài liệu, càng nhiều càng tốt để in vô. Thấy tôi kiếm được nhiều tài liệu quá, không biết có đọc không. Không phải, cái chuyện này không phải vậy đó. Chuyện này là các anh chị hội chẩn hàng ngày, các anh chị thấy gặp ca khó, các anh chị đi search ra 100 tài liệu, đâu có đi kiếm 1-2 cái tài liệu nào thôi giải quyết liền cho bệnh nhân, chứ đâu có phải là đi để mà viết bài. Không phải thế thì nếu mà kiếm 1-2 cái tài liệu đó thì người ta nói mình là những bệnh ung thư thường gặp á, vú phổi, đại trực tràng, sarcoma não, cái gì mà đấy là cũng là khá nhiều cái người trên thế giới đã từng bị đó, thì lúc đó mình có thể tham khảo cái guideline của NCCN, của ESMO, của IGO, của Nhật Bản đó. Bây giờ lại nghe nổi lên cái trường phái Nhật Bản, phải không? Cũng được. Ở đâu mà ta làm uy tín mà mình coi, thế người ta hướng dẫn, cái này nói hoài rồi, ta hướng dẫn, ta bảo bệnh như thế, giai đoạn như thế, loại giải phẫu bệnh gì như thế, thì điều trị như thế. Điều trị như thế là bao giờ cũng phải có bằng chứng chứ, tuy nhiên suối ta điều trị như vậy à. Thế mới đi xem cái phần bằng chứng là người ta đánh số, mà đánh số cái tài liệu tham khảo đó. Thế mới mở cái tài liệu tham khảo ra coi, người ta có đưa 100 tài liệu tham khảo không? Không, người ta đưa chỉ 3 cái tài liệu tham khảo chính thôi. Tài liệu tham khảo là ngon lành nhất, uy tín nhất, nhiều được thiết kế một cách khoa học nhất, theo dõi tốt nhất, và có số lượng và cỡ mẫu cũng lớn nhất chẳng hạn, thì mình theo đó. Mình theo đó mình đọc cái bài gốc xem nó như thế nào. Còn nếu thế thì mà, nếu mà bệnh của mình hiếm quá, bốc thăm nhầm cái ca này giống như gì đó là bác sĩ Nguyễn Quốc Bảo qua mình phải ra thi chuyên khoa 2. Trời ơi, bị cái bệnh mà tôi chưa bao giờ nghe, ban giám khảo chưa bao giờ biết cái tới cái bệnh này, mà kỳ đó nó có vô khoa xạ 4 cái bệnh đó. Ôi trời, đi kiếm thì kiếm được mấy tài liệu, 3-4-5 cái tài liệu đó, thì là quý quá rồi. Mà tài liệu đó là gì, đâu phải hướng dẫn lâm sàng à, nó là original article hay là một cái tổng kết được 3-4 ca nhân 3-4 ca gì đó. Ôi trời, mừng quá. Thì ít ra cũng có người đi trước, người ta coi trước ấy. Thế thì mình dựa trên vài cái đó, đó là trường hợp hiếm. Và trường hợp mà phổ biến quá thì theo guideline. Cái guideline người ta giới thiệu cái nghiên cứu nào thì lấy cái nghiên cứu đó ra để mà dẫn chứng, đúng không? Đó. Thế giờ
bây giờ nhiều người hay quá, kiếm ra được quá trời nghiên cứu luôn. Thế làm sao? Thế là đi thi cứ trình bày, cứ sa đàm, nghiên cứu nghiên cứu tên cái gì Elizabeth này, nghiên cứu Monica này, nghiên cứu ra sa đà, nói cho đâu có hơn điểm đâu. Là tại vì sao? Nói hồi cái thấy là nghiên cứu tùm lum tà la hết trơn mà không có cái nào phù hợp với lại cái bệnh nhân mà đang nằm trên giường á. Đó, thấy nói gì đâu đâu không à. Thành ra đừng có sa đà nhá. Nêu ra vài cái, một hai cái nghiên cứu thôi. Và chú ý là cái ca bệnh nhân của mình có phù hợp với cái đối tượng bệnh nhân trong đề tài nghiên cứu không. Đề tài nghiên cứu người ta đâu có nói bệnh nhân bị di căn não đâu. Ta loại là cái mình, ca của mình bị di căn não cái mình cũng vô vô. Ca của người ta là đến 70 tuổi là hết. Mà dù ta đến 70 tuổi là hết, ca của mình 80 tuổi vô cũng được. Nhưng mà phải nói sao? Nói ca của tôi đó là nó có cái này cái kia. Nó không giống như là mẫu nghiên cứu của đề tài. Ca của người ta là loại trừ những cái bệnh hiểm, những cái bệnh gì, bệnh nền quan trọng. Ôi trời ơi, ca của mình cả đống bệnh nền cũng vô cũng được. Nhưng mà phải nói. Vậy thì hướng dẫn cho các anh chị đó là cái kinh nghiệm trước khi ra trường đó, trước khi tốt nghiệp, để sau này gặp bệnh nhân là mình biết nhìn hết toàn cảnh vấn đề. Không phải là cái chuyện thi không. Thi không thì là cái rèn luyện thôi. Còn ra ngoài real world đó, hồi nãy có real world gì? Real world trial đó, tức là đời thực. Bệnh này khi mà bốc thăm là đời thực chứ còn không phải là nghiên cứu nữa nha các anh chị. Đấy, rồi. Đấy, làm cuối cùng. Chú ý, trích dẫn đúng những nghiên cứu giúp giải quyết vấn đề. Tuyệt đối không làm một bài giảng. Cái người mà làm bài giảng á, là hôm nay là làm cái bài này. Bác sĩ có phải làm từ mấy năm trước cho làm cái bệnh án minh họa vô cái ống hay quá, ông thấy được cái điều ông phát hiện ở trên trên bài, ông xem hay quá cái ông làm, ông làm bài giảng luôn. Anh chị hiểu không? Để ý tôi nói không? Bây giờ tôi lấy ví dụ đơn giản thôi, thí dụ như một bệnh nhân này là ung thư vú, nội tiết dương, cái anh chị mới là chắc chắn là sẽ xài thuốc nội tiết. Cái vô cái đưa ra bao nhiêu là lấy xong, các anh chị làm luôn bài giảng là ung thư vú mà có cái EAPR dương á, là nhạy với nội tiết là tại sao á, lên nói một thôi một hồi về cái lý do tại sao mà ung thư vú mà có EAPR dương sẽ nhạy với nội tiết. Làm một bài giảng, trời ơi nghe khó chịu lắm. Hôm nào các anh chị đi giảng bài hay là đi hội nghị khoa học mà có cái gì mới mà các anh chị muốn giảng thì các anh chị cứ giảng. Còn bây giờ các anh chị đi thi, các anh chị khỏi có giảng lại cho ban giám khảo. Rồi, nghe mệt quá đi, ta biết rồi mà lại còn đi giảng bài nữa được. Ở đây tôi đâu có cần giảng bài, tôi chỉ cần anh làm gì? Anh viện dẫn, anh trích dẫn cái gì để anh thuyết phục tôi là điều trị cái này tốt lắm đó. Cái này mới đúng đó. Vậy thôi, chứ tôi không, ban giám khảo không cần các anh chị làm cho một bài giảng nha. Lên mà giảng bài ấy là trừ điểm đó. Nhưng mà không nói thì không biết người ta. Mấy em tưởng là trời ơi, cái này công lao em tìm ra được cái điều này hay quá, không cho em nói. Không phải, cái bài giảng các anh chị để đâu? Để đâu? Để một backup á, tức là phía sau của cái slide đó. Cái slide chân thành cảm ơn xong rồi thì một hai cái slide trắng xong rồi đó. Cái gì mà mình tìm được hay quá, mới quá và chuẩn bị để đối phó với những câu hỏi của các thầy, mình để mà cũng vẫn để cái slide đó, nhưng phải cách một hai cái slide trắng nha, chứ còn để liên tiếp nhiều khi nó lộ. bấm lộ hết trơn ra, mình để sẵn rồi đó. Cái này ai đi thi cũng nên làm như vậy, tại vì lúc mà các anh chị bị hỏi đâu có phải trong đầu mình là một cái kho, hỏi cái là bấm nút xịt ra không có. Thế mà nếu mà cái chị chuẩn bị mà đến lúc hỏi đúng gọi là trúng tổ mình rồi đó, trời ơi chết rồi, giám khảo hỏi như là chết với tôi rồi đó. Tôi đã chuẩn bị rồi. Thành ra là mà làm sao mà nhớ, lúc đó còn nói bậy nữa, nó chật, lúc đó tuôn ra nó chật không có. Cái này em cũng có coi, cái này em cũng có, em thấy như vậy.
đúng khía quá rồi, cái kéo lên mở ra cái bài, thế vừa nói vừa chỉ, trời ơi, thế còn ai mà còn 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 không khen cho được nữa, hay quá. Là tại vì có hình là nhìn thị giác, ta nhìn vô ban giám khảo nhìn, à đúng rồi, rồi nói mình cũng nhìn lên cái hình, không sợ trật, chứ đừng có mà đem làm bài giảng hết, giảng bài rồi này kia, làm như mình là thầy giáo lên cái khúc kia là mình đang đi thi, không có giảng bài, mình chỉ viện dẫn vào đây cái nghiên cứu này nói thế này, một hai nghiên cứu là ok là đủ nha các anh chị nhé. Còn cái việc làm thêm rất là tốt, cứ để mình gọi là backup là dự trữ sẵn, lưu lại để dự trữ sẵn để mà đối phó nhé. Nhưng mà vừa dự trữ sẵn cũng vừa phải thôi, chứ không phải dự trữ sẵn nguyên cả một cái công trình nghiên cứu gì đó dài dằng dặc, lấy của hãng thuốc vô cái vẻ để vô dở rồi chưa đâu. Bây giờ mỗi khi mà các anh chị ra một cái hình, một cái sơ đồ gì đó ha, của ví dụ như mượn của mấy công ty dược chẳng hạn, lấy xuống các anh chị biết slide của công ty dược á, nó chi chít chữ cái gì họ cũng muốn dồn cái thông tin sản phẩm gì vô, khó chịu lắm. Đi trình đi mai mốt mà các anh chị đi trình bày báo cáo khoa học mà cứ lấy đồ của công ty dược show lên tiếng Anh tiếng U show lên á, show thì cũng được thôi, nhưng mà đúng là cái hiệu quả và cái người xem không có đã, không có happy, vừa phải thôi, sáng sủa. Nhưng mà cái gì nữa mà phải có cái câu gì, câu nhận định của cái slide đó, cái này là cái bí kíp tôi chỉ cho các anh chị đó. Tức là sau khi các anh chị show lên, ví dụ như cái này là OS nè, cái này DFS nè, có đường biểu đồ dạ, em vận dụng cái này, nhưng mà trong nó toàn tiếng Anh tiếng U, chả có cái câu nào câu nhận định, thì các anh chị phải thêm một cái dòng ở phía dưới ha, kết luận, tức là nhận định từ sau cái nghiên cứu này là cái gì, là chứng tỏ cái gì, một cái câu bằng tiếng Việt to, chữ to ở phía dưới. Show là xong, show cái nghiên cứu trước, biểu đồ đợt này kia xong, bấm nút một cái show ra cái chữ như vậy, tức là với cái nghiên cứu này thì cho thấy cái bệnh lý này ở giai đoạn này đáp ứng rất là tốt với thuốc này, hay là cách điều trị này hơn hẳn cách điều trị kia, là show hẳn một cái dòng chữ ra bằng tiếng Việt, có thể là gì highlight nữa, highlight phía sau màu đỏ màu vàng gì đó, show để cho người ta ra ấn tượng. Thế thì rằng cái việc mình làm tốt đã đành, nhưng mà cũng phải thêm một cái gọi là cái tâm lý của cái mình, hiểu cái tâm lý của người nghe, của thầy, của ban giám khảo thì nó mới hay, đúng không? Chị gì mới sống trên trời sống này mà không có tâm lý học á là thua đó các anh chị, hiểu không? Thôi thì cuối năm rồi, sắp sửa tốt nghiệp rồi, thì truyền cho các anh chị một chút thôi, chứ cũng chả có nhiều gì, một ít kinh nghiệm để mà mình làm việc nó hiệu quả ha. Nếu là nếu mà khi đi thi thì được điểm cao cũng thích chứ, bảo bạn điểm cao thích chứ. Rồi sao mai mốt là đi nói chuyện rồi này kia, về địa phương nói với các đồng nghiệp hay là trình bày trong hội nghị khoa học, các anh chị cũng có thể áp dụng cái bộ đó, nhớ cái tâm lý học ở chỗ đó. Rồi ha, thì tôi nghĩ là hình như đây là slide cuối rồi.